Thân mến, chào mừng các bạn nhỏ, chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Đông Linh nha. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục học phần Let's Build của Unit 2. Và bây giờ, trong cái video này, chúng ta sẽ học cái phần B. Phần B là gì các bạn nhỏ? Phần B là Ask and Answer, là hỏi và trả lời. À, chúng ta hỏi và chúng ta trả lời điều nào? Đây, chúng ta sẽ có một câu hỏi và một câu trả lời. Và Mr. Đông Linh sẽ giúp các bạn nhỏ hiểu nha. Đây, what's this? Các bạn nhỏ hiểu này. What's this là đây là cái gì? Thì bạn này trả lời là it's a pen. It's a pen. Nó là một cây viết. À, rồi bên này tương tự. Bên này là hỏi màu sắc. What color is it? Hỏi màu sắc đó các bạn ha. Đây, các bạn nhỏ nghe này nha. What color is it? Là nó là màu gì? Thì bạn này sẽ trả lời sao các bạn? It's red. Nó là màu đỏ này các bạn. It's a red pen. Nó là một cây viết màu đỏ. Đó, các bạn nhỏ thấy rất hay chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ thực hành với các cái vật tiếp theo. Vật này là quả hình tròn đúng không nào? Hoặc là quả hình tròn màu vàng đúng không? Quả bóng màu vàng hay hình tròn màu vàng được. Này là thước kẻ màu xanh. Này cuốn sách màu xanh. Rồi cái này sọt rác màu cam đó các bạn nhỏ. Đó, rồi sau đó chúng ta sẽ kết luận chỗ này ha. Bây giờ tí nữa Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn hiểu được cả cái khung kết luận này ha. Bây giờ mời các bạn nhỏ chúng ta lắng nghe, chúng ta đọc theo. Rồi sau đó Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn hiểu từng cái câu này nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ kết luận chỗ này. Bây giờ mời các bạn nhỏ nghe nha. B. Ask and answer. Ask and answer. What's this? What's this? It's a pen. It's a pen. What color is it? What color is it? It's red. It's a red pen. It's a red pen. What's this? What's it's this? A pen. It's a pen. What color is it? It's red. It's a red pen. Track 45. C. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện với những cái hình chữ dưới này các bạn nhỏ ha. Ví dụ chỗ này mình hỏi what's this thì bạn này nhìn vô đây thấy một cái hình tròn đúng không? Hình tròn thì bạn đã trả lời sao? It's a circle. Đó, bạn nhỏ thấy chưa? It's a circle. Nó là một cái hình tròn, đúng không? Hình tròn đây này. Ra, mình sẽ hỏi tiếp. What color is it? Nó màu gì? Thì mình trả lời it's, chỗ này là màu đỏ đúng không? Thì chỗ này là màu vàng, là các bạn sẽ trả lời là yellow. Đó, các bạn nhỏ ha. Yellow là màu vàng. Đó, ok. Đó, các bạn nhỏ ha. Các màu sắc thì chúng ta đã được học rồi. Đấy, trong các cái video trước mình giúp các bạn nhỏ học các màu sắc rồi đúng không nào? Đây các bạn nhỏ này. Đây, thì Mr. Lund cho các bạn nhỏ ôn lại các cái màu sắc nha. Đây rồi, các màu sắc của chúng ta có đầy đủ trong này rồi. Mr. Lund đã giúp các bạn nhỏ học kỹ hết rồi. Đó, rồi, tương tự như chỗ này. Ruler là cây thước mà các bạn có rồi đúng không nào? Đây, những cái đồ vật chúng ta đã được học rồi. Đây rồi, đây, những cái đồ vật mà chúng ta đã học quá nhiều rồi. Chúng ta đã học quá ở các video trước rồi. Đây, các bạn nhỏ nhìn cái thước này. Đây rồi. Đó, trong cái bài này, trong cái unit 1 mình đã giúp các bạn nhỏ học các cái từ vựng rồi đúng không nào? Các bạn nhỏ xem lại, các bạn nhỏ nhớ ha. Rồi, vậy thì mình sẽ hỏi what's this? Bạn trả lời là it's a ruler. What color is it? It's màu xanh lá cây này, các bạn nhỏ là it's green đúng không nào? It's a green ruler. Đó, tương tự bên này thế. Tất cả các đồ vật này chúng ta đã biết rồi đúng không? Rồi, vậy thì trong cái phần B này chúng ta biết một điều thế này các bạn ơi. Khi hỏi đây là cái gì, các bạn sẽ hỏi là what's this? Trả lời nó là một cây viết thì it's a pen. Nó là màu gì, các bạn sẽ hỏi là what color is it? Nó là màu đỏ, các bạn trả lời là it's red. Nó là một cây viết màu đỏ, các bạn trả lời là it's a red pen. Đó các bạn ha. Rồi, như vậy là cái phần B chúng ta cũng đã xong. Hy vọng các bạn nhỏ thích cái video này. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần C nha. Chào các bạn nhỏ.